tranh khắc kính này là một cái thử thách vô cùng lớn mà mình phải nghiên cứu. Đây nó là cái bước ngoặt, cái sự chuyển biến của một cái nghề từ những sản phẩm có thể hỏng, có thể vỡ thì nó trở thành những cái sản phẩm bền mãi được với thời gian. Tranh kính là thể loại tranh được thực hiện trên chất liệu kính với các kỹ thuật tạo tác khác nhau như tranh ghép mảnh kính màu, tranh in trên kính, tranh điêu khắc trên kính. Vẽ hay điêu khắc tranh kính, loại hình nghệ thuật mang tính thẩm mỹ cao ở châu Âu, có nguồn gốc từ La Mã cổ đại, khi những người thợ thủ công bắt đầu sử dụng kính và thủy tinh để trang trí. Nghệ thuật tạo tác tranh kính phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ Trung Cổ của các nước châu Âu, từ khoảng thế kỷ thứ 5 đến cuối thế kỷ 15, nơi tranh kính được sử dụng làm các cửa sổ kính màu rực rỡ, huyền ảo trong không gian nhà thờ. Trải qua nhiều thăng trầm, thế kỷ 19 đánh dấu sự hồi sinh và đột phá trong nghệ thuật tranh kính màu với sự ảnh hưởng lớn của nghệ sĩ Louis Comfort Stephanie đã đưa tranh kính lên tầm cao mới và được ứng dụng trong các loại đèn nghệ thuật hay các đồ trang trí nội ngoại thất. Cội nguồn của kính nghệ thuật này thì đúng là bắt đầu từ châu Âu và bắt đầu từ kính nhà thờ. Đấy là những cái văn hóa cổ của châu Âu còn mang lại đến ngày nay, nhưng cũng là một cái nền văn minh của nhân loại, người ta đã lan tỏa đến nhiều nước trên thế giới, trong đấy có Việt Nam. Năm 90 thì tôi bắt đầu làm nghề mài kính, mài gương tủ ly tủ đứng ấy. Thế sau đấy thì mình nghiên cứu cái công nghệ phun cát để sản xuất ra các cái kính mờ cho các công trình nhà tắm rồi những các cái khu cần che kín. Sau đấy thì mình nghiên cứu cái màu men gốm ceramic. Từ đấy trở đi thì mình trở thành người chuyên điêu khắc kính nghệ thuật. Để tạo ra một tác phẩm tranh kính nghệ thuật thì nó phải trải qua 7 đến 14 công đoạn. Việc đầu tiên là mình phải vẽ được bức tranh này. Khi mà đã vẽ xong cái tác phẩm đồ họa đấy, để ghép được vào kính thì nhờ cái máy CNC cắt đề can đấy, nó cắt ra được từng mảnh một. Từng cái mảnh đề can đấy ghép vào những cái bức kính to thì mình phải làm sao mình ghép được nó chính xác đến từng mm. Trên một bức tranh nó đã được cắt đề can rồi, nó có hàng nghìn, hàng vạn chi tiết, thì các nghệ nhân bắt đầu bóc từng chi tiết lên. Khâu thứ ba nữa là điêu khắc bằng cát. Họ đưa vào phòng kỹ thuật, ta khắc vào kính, hoàn toàn là khắc bằng tay và bằng cảm nhận lông sâu của người thợ. Sau khi mà khắc bằng cát xong thì người ta chuyển sang làm ma che thêm bằng công nghệ glue chip. Khắc bằng cát thì nó chỉ tạo ra cái độ nhám, độ sần, nó không có nhiều cái sắc độ khác nhau. Thế cho nên phải đưa ra để mài, tạo các cái điểm nhấn. Xong rồi là người ta chuyển ra tạo màu, sơn màu cho nó. Cái công đoạn thứ 7 là công đoạn rất quan trọng. Đấy là đưa vào lò cường lực hoặc lò nung. Ánh sáng là cái tạo nên điểm nhấn của bức tranh. Để mà từ sáng đến tối nó rất nhiều cấp độ. Ví dụ như là mình làm cái tranh cái phần đầu con gà này, thế thì cái màu đỏ của con gà của phần đầu này nó sẫm này. Cái màu đằng trước và màu đằng sau hai cái nó hai cấp độ này. Chuyển từ đỏ lại sang nhạt dần. Các cái viền thế là đều có cái sự chuyển màu. Thì nhìn con gà nó sống động. Nhưng cái chuyển đấy nó vẫn chỉ là một phần thôi. Năm 2013 mình tìm ra cái công nghệ làm glue chip. Glue chip
là một trong những các cái công nghệ đặc biệt, tức là tạo cái vân kính bằng keo bóc màu lên, thế sau đấy là điêu khắc trên một cái nền glue chip đấy, thì nó tạo nên một cái hiệu ứng vô cùng là sinh động và đặc sắc. Và khi ánh sáng mặt trời đi qua thì nó sẽ long lanh cái hiệu ứng của nó lên giống như pha lê. Đây là một cái công đoạn vô cùng khó. Vẽ nhưng mà lại không nhìn thấy tranh, lại phải vẽ ngược để làm sao khi người ta dựng bức tranh lên người ta nhìn cái chiều mặt phải của bức tranh. Thế hoặc là để nhìn được hai mặt nó giống nhau. Tranh khắc kính này là một cái thử thách vô cùng lớn. Khi mà làm vẽ những cái bức tranh đầu tiên ấy, thì khách hàng người ta không nhận đâu. Người ta bảo là sai khớp xương, sai tỷ lệ. Bởi vì mình lại là cái người là học kinh tế quốc dân, mình không qua các cái môi trường về kiến trúc hay là về mỹ thuật. Cho nên là những cái yếu điểm này thì khi mà bắt tay để làm các cái bức tranh Phật giáo, những cái bức tranh mà có hình tượng người hoặc những bức tranh phong cảnh theo các luật xa gần, theo các cái chiều sáng tối khác nhau, thì lúc bấy giờ đấy là một cái thử thách rất là lớn mà mình phải nghiên cứu. Cái hình ảnh chú rồng này là ở trên một cái viên ngọc bội còn lưu giữ ở thành Hoàng Thành Thăng Long. Và đây là một cái tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc và sơn màu men gốm. Cái màu này người ta gọi là màu gốm ceramic, được chế tạo từ những các cái hợp chất vô cơ. Đối với các cái màu thông thường mà chúng ta hàng ngày nhìn thấy đấy, được chế tạo từ cỏ cây hoa lá, và đấy người ta gọi là màu hữu cơ. Thì riêng tất cả các hợp chất hữu cơ khi cháy đều hóa thành than. Do vậy mà nếu như các cái màu thông thường đấy đưa vào các ứng dụng trong ngoại thất thì chỉ được 2 đến 3 năm là hỏng toàn bộ màu. Thế do vậy mà để mà làm được bức tranh siêu bền thì người ta phải dùng cái màu men gốm ceramic và thiêu tối thiểu nhất là ở 700 độ ở trong lò cường lực. Có nơi thì còn gọi đây là cái men hỏa biến. Khi mình phun vào ấy, cái độ đậm đặc và độ loãng khác nhau, cái sự loang của nó rất tự nhiên, và khi nóng chảy, màu nó nóng chảy nó lại loang ra, nó biến thành màu khác, thì nó gọi là qua lửa nó mới biến. Công đoạn nào nó cũng có cái khó khác nhau để tạo lên được bức tranh đẹp, đấy là khâu vẽ. Còn không tạo được ra sản phẩm hay khâu thì lại là khâu nung. Cái này thì nó có cái hên xui, vì nó qua lửa nó có thể nổ vỡ ngay từ đầu. 100 tấm thì nó có thể nổ khoảng độ 3 tấm. Cái xác suất 3% nó vẫn xảy ra. Nếu như xác suất đấy nó rơi vào những cái tấm nhỏ thì mình không xót ruột. Nhưng đã có lần rơi vào tấm to nhất. Thế đấy là cái cũng rất là xui. Thế nhưng mà khi mà đã qua được lò cường lực rồi thì bức tranh đấy là cứ yên tâm là nó sẽ rất bền, nó cũng rất cứng, không sợ vỡ nữa. Đây nó là cái bước ngoặt, cái sự chuyển biến của một cái nghề từ những sản phẩm có thể hỏng, có thể vỡ, thì nó trở thành những cái sản phẩm bền mãi được với thời gian. Thứ nhất là cái hình ảnh nó điêu khắc ở trên nó dạng phù điêu, không bao giờ nó mờ được, không cần màu nó cũng không bao giờ nó mờ, nó phai được. Cái thứ hai nữa là nếu mà dùng màu men gốm ceramic nó nung chảy ở 700 độ C rồi, nó bám chặt với kính thì nó vĩnh cửu. Thì đấy là những cái sự khác biệt của mình với các cái dòng tranh vẽ, tranh in. Đến giờ phút này mình làm to nhất nó có thể là 3m, 6m, rơi khoảng 17-18m² trên một tấm kính liền. Mình sử dụng toàn bộ các cái công nghệ làm tranh trên thế giới từ trước đến nay, qua hàng nghìn năm. Nó đập thì không vỡ, đốt thì không hỏng, cạo thì không đi. Và đặc biệt là nó rất thân thiện với môi trường, là nó ngăn hoàn toàn các cái tia hại để nó bảo vệ cái ngôi nhà yêu thương của mình.
ngay từ bé là mình có cái năng khiếu về hội họa, về mỹ thuật. Như thế nó cũng là có cái duyên về nghệ thuật. Thế nhưng mình không đi làm về cái duyên đấy. Cho đến năm 89 thì mình lại nghiên cứu, mình thành lập doanh nghiệp để sản xuất đề can sứ và làm lò gốm. Thế mình dồn tất cả tâm trí vào cái lò này. Nhưng khi lung lò xong ấy, thì không may là hàng ở bên trong ấy, nó sụt xuống, nó nổ. Lúc bấy giờ mình thất vọng hoàn toàn, mình nghĩ rằng là con đường phía trước của mình đã là con đường cụt rồi. Mình bị phá sản. Sau khi phá sản thì mình sản xuất ra đá mài kính và mình tiếp cận với công nghệ về mài kính. Đấy là một cái cơ duyên để mà mình từ một sinh viên kinh tế và đi vào làm nghề kính nghệ thuật Việt Nam. Năm 2008 ấy, thì mình quyết định xây xưởng trên này để theo đuổi nghề. Thế cũng từ khi lên trên này thì cơ duyên là tiếp cận được với tranh nhà thờ. Hàng ngày nghe được những tiếng chuông nhà thờ, nó có những cái gì đấy nó rục rã nhắc cho mình là làm một cái chuyển biến, một cái hướng khác. Cho đến giờ phút này mình thành công với cả trên 40 cái ứng dụng mỹ thuật công nghiệp để tạo nên các cái sản phẩm, vật phẩm, các cái vật liệu kính nghệ thuật và được UNESCO bảo trợ cái nghề mới này. Mình đưa cái công nghệ của mình lên trên mạng cho nhiều người học và biết đến. Mình đào tạo cứ 10 người hoặc là 15 người, may ra giữ lại được một người. Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng người ta phải có một chút năng khiếu. Cái thứ hai nữa là người ta cũng phải có đam mê, người ta yêu cái nghề này. Có những người mà có những các cái tố chất đặc biệt thì mình sẽ đào tạo thành những cái nghệ nhân. Tính đến thời điểm này thì tôi đã vào nghề được 21 năm. Nghề điêu khắc trên kính này nó khác lạ với những cái trên chất liệu khác, bởi vì khi mình chế tác lên đó thì lại phải chế tác ngược, dùng với những cái tư duy ngược. Mình sai một chút thôi thì cái tác phẩm đó có thể phải làm lại từ đầu. Tôi đã theo thầy Vinh và làm nghề tranh kính đến năm nay là năm thứ 21. Thầy khá là trầm ổn, nhưng với ngành nghề thì thầy luôn luôn ra nhiều sáng tạo. Thầy như là một tấm gương sáng để tôi luôn phát huy và học hỏi theo. Cái mong muốn lớn nhất của mình bây giờ ấy, là có một cái thế hệ nghệ nhân, những người họa sĩ người ta phát triển, dẫn dắt cái nghề kính này để lên, đạt lên những cái tiêu chí mới và để giúp cho làng nghề kính nghệ thuật Việt Nam thực sự trở thành một làng nghề có những cái giá trị sản lượng lớn và có thể xuất khẩu trên khắp thế giới.